từ ngày 16 tháng 7 năm 2020, Thông tư 04 năm 2020 của Bộ Tư pháp chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới đáng chú ý. Thông tư đã bổ sung nhiều quy định mới trong thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hay thường gọi là giấy xác nhận độc thân. Một trong những điểm mới nổi bật là giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi rõ họ tên người dự định kết hôn. Cụ thể, tại điều 12 của thông tư nêu rõ, trường hợp yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích kết hôn thì cơ quan đăng ký hộ tịch chỉ cấp một bản cho người yêu cầu. Trong giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi rõ họ tên, năm sinh, quốc tịch, giấy tờ tùy thân của người dự định kết hôn, nơi dự định đăng ký kết hôn. Trường hợp yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích khác, không phải để đăng ký kết hôn, thì người yêu cầu không phải đáp ứng điều kiện kết hôn. Trong giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi rõ mục đích sử dụng, không có giá trị sử dụng để đăng ký kết hôn. Giấy tình trạng hôn nhân có giá trị đến thời điểm thay đổi tình trạng hôn nhân hoặc 6 tháng kể từ ngày cấp, tùy theo thời điểm nào đến trước.